Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid tại Bến Tre sáng ngày hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2021 bao gồm những nội dung như sau. Thì đầu tiên là vấn đề là giảm tiền điện gây xôn xao trong dư luận chiều ngày hôm qua đến nay. Thì cụ thể là Thủ tướng đồng ý giảm tiền điện cho người dân trong vùng sinh hoạt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 tại thời điểm là ngày 30 tháng 7 năm 2021. Thì mức hỗ trợ giảm tiền điện sẽ là 15% trước thuế VAT trên hóa đơn tiền điện cho khách hàng sử dụng điện dưới 200kW một tháng và giảm 10% tiền điện trước thuế VAT cho hóa đơn tiền điện cho khách hàng dùng trên 200kW một tháng. Thời gian giảm tiền điện hiện sẽ là 2 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 năm 2021. Thì bên cạnh đó là các cơ sở cách ly y tế sẽ không thu chi phí hoặc là được giảm tiền điện ở đợt 3. Các cơ sở cách ly y tế, người bị nhiễm hoặc là nghi nhiễm Covid-19 có thu một phần chi phí của người đang cách ly y tế cũng sẽ được giảm 100% tiền điện. Cụ thể là các cơ sở cách ly tập trung phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện là doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở đang được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung để phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Sẽ không thu chi phí hoặc là có thu một phần khoản chi phí của người phải cách ly thì hoặc là sẽ được giảm 100% tiền điện. Thì mức hỗ trợ cho các cơ sở này sẽ kéo dài 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021. Thì mọi người nghĩ sao về vấn đề giảm tiền điện này, hãy để lại bình luận bên dưới. Và tiếp theo đó là số ca dương tính tại Bến Tre tính đến sáng ngày hôm nay ngày 1 tháng 8. Thì sáng nay Bến Tre ghi nhận thêm là 37 ca mắc mới tại các huyện như là Ba Tri là 12 ca. Thì ở thị trấn Ba Tri là 10 ca, bao gồm là 7 ca ở khu phố 2 nè, 2 ca ở khu phố 4 nè, 1 ca ở khu phố 6 và 2 ca ở An Thủy là ở An Thạnh. Dòng Trơm là ở có 2 ca, là 1 ca ở Kinh Hoài, Bình Hòa và 1 ca ở Châu Bình. Mỗi ca nam 1 ca là ở Phú Trạch, 2 ca là ở xã Cẩm Sơn, Thạnh Phú là 22 ca, là bao gồm là An Điền là 17 ca, thì là sẽ bao gồm là 2 ca ở Giang Hà, 2 ca ở An Khương A, 1 ca ở An Khương B và 12 ở An Điền, 1 ca ở Giao Thạnh là ở Giao Hòa A, thì ở Thới Thạnh là 1 ca là ở Sương Thới 1, ở Quế Điền là 1 ca là ở Quý Khương, ở An Quy là 2 ca là bao gồm ở An Bình và An Phú. Thì 37 ca ghi nhận sáng ngày hôm nay là đều trong khu cách ly và phong tỏa, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 811 ca. Trong đó thì vẫn là 9 ca tử vong. Thì số ca ra viện trong sáng ngày hôm nay là 18 ca, cộng dồn cho ra viện là 149 ca. Mình cũng xin kết thúc bản tin Covid sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn.